các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ qua phần thể thao tự chọn. Ở phần thể thao tự chọn chúng ta sẽ học môn cầu lông nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về lịch sử môn cầu lông. Nguồn gốc của môn cầu lông. Cầu lông được bắt nguồn từ trò chơi dân gian của một số dân tộc vùng Nam Á và Đông Nam Á vào khoảng cách đây 2.000 năm. Theo các tài liệu của Trung Quốc thì môn cầu lông được bắt nguồn từ trò chơi Bô Na của Ấn Độ. Trò chơi này được phổ biến rộng rãi ở vùng Bô Na, có tiền thân giống như môn cầu lông ngày nay. Khi chơi trò chơi này, người ta dùng bảng gỗ đánh vào một quả bóng, dùng dệt bằng sợi nhung ở trên gắn lông vũ. Hai người đánh qua đánh lại cho nhau. Về sự phát triển môn cầu lông trên thế giới, thì các em biết thì do sự phát triển nhanh chóng của cầu lông nên đến năm 1874 ở nước Anh, người ta đã biên soạn ra những luật thi đấu đầu tiên môn cầu lông. Đến năm 1877, những luật thi đấu đầu tiên mới được hoàn thiện và ra mắt người chơi. Đầu thế kỷ 20, cầu lông được lan truyền đến các nước châu Á và châu Mỹ, châu Đại Dương và cuối cùng là châu Phi. Trước tình hình đó, ngày 5 tháng 7 năm 1934, Liên đoàn cầu lông thế giới được thành lập và được viết tắt tiếng Anh là IBF và trụ sở London. Năm 1939, IBF đã thông qua luật thi đấu cầu lông quốc tế mà tất cả các nước hội viên đều phải tuân theo. Còn ở Việt Nam thì cầu lông được du nhập vào Việt Nam theo hai con đường: thực dân hóa và Việt kiều về nước. Sự xuất hiện của cầu lông ở Việt Nam được xác định là muộn hơn các môn thể thao khác. Mãi tới năm 1960 mới xuất hiện vài câu lạc bộ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Đến năm 1961, Hà Nội đã tổ chức thi đấu giao hữu giữa các thành viên, lần đầu tiên tại vườn Bạch Thảo, Hà Nội. Song số người tham gia còn ít, trình độ chuyên môn còn thấp. Những năm sau đó, do đất nước bị chiến tranh, phong trào không được nhân rộng và còn bị tạm thời lắng xuống. Hiện nay thì môn cầu lông Việt Nam của chúng ta đã có nhiều thành tích trên thế giới. Ở trên hình các em hiện nay là vận động viên Nguyễn Tiến Minh, hiện nay là vận động viên nam số 1 của Việt Nam. Các em xem thành tích của vận động viên này trên màn hình nhé. Một lần liên tiếp giành chức vô địch quốc gia cầu lông đơn nam và trong nước. Năm 2007 Tiến Minh giành huy chương đồng tại SEA Games 24 ở Thái Lan. Các em xem thành tích của đoàn viên số 1 Việt Nam nhé, rất là nhiều. Ở nữ thì vận động viên Vũ Thị Trang cũng là một vận động viên số 1 về nữ của Việt Nam mình, cũng rất là nhiều thành tích. Ở sân chơi quốc tế được coi là biển lớn của cầu lông Việt Nam thì Vũ Trang cũng lập bích chiến công, xếp thứ 3 được nữ Olympic trẻ 2010 tại Singapore, giành huy chương đồng đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 27-28, vô địch đơn và đôi nữ thì giải cầu lông quốc tế Kawasaki tại Việt Nam năm 2004. Các em xem rất là nhiều thành tích. Cái tác dụng của tập luyện môn cầu lông thì các em thấy là với các thế hệ trẻ của các em, tập luyện môn cầu lông có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện hệ vận động, trong đó bao gồm các hệ cơ, hệ xương, hệ thần kinh, đồng thời phát triển tương ứng với các hệ thống cơ quan khác của cơ thể như hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Các em đọc tiếp nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng có tập luyện môn cầu lông còn góp phần tích cực hoàn thiện về nhân cách, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tính tự tin, lòng quyết tâm. Thầy giới thiệu với các em về sơ đồ kích thước của cái sân cầu lông. Trên sân thì chúng ta khi thực hành thì các em cũng thực hành trên sân. Chu vi kích thước thầy sẽ cho các em quan sát rõ ràng hơn. Chiều dài của sân là chiều ngang này, và chiều cao của lưới, chiều ngang của lưới nha, em thấy. Mình sẽ nói về một số luật thi đấu môn cầu lông. Trước bây giờ thực hành thì chúng ta nói
nếu tỷ số 29 đều thì chúng ta tiếp tục thi đấu một điểm nữa, hai tới trước 30 thắng. Khi thắng thì bên giao cầu sẽ được giao cầu trước ở set tiếp theo. Trong thi đấu thì chúng ta cũng có cái luật đổi sân, khi kết thúc một ván đấu thì các vị sẽ đổi sân cho nhau, có 3 ván đấu. Ở ván thứ 3 thì chúng ta có 21 điểm, chúng ta đánh 11 điểm thì chúng ta sẽ đổi sân. Trọng tài thì các em thấy là trong một trận đấu sẽ có tất cả 4 trọng tài, có tổng trọng tài là chính, là biên, trọng tài giao cầu. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cái kỹ thuật cơ bản để cách cầm vợt thuận tay và cách cầm vợt trái tay. Cái này thầy đã hướng dẫn các em ở trên sân khi đã thắng rồi. Chúng ta đọc lại và chúng ta đọc lại cách cầm vợt. Các em sẽ quan sát một số hình ảnh cách cầm vợt thuận tay và trái tay. Đây là cái hình cầm vợt đánh trái tay và cầm vợt đánh thuận tay. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Xem từng bước, chúng ta sẽ qua cách đặt cầu trước khi anh thầy của anh nhắc cho em là chúng ta có hai kiểu cầm cầu cơ bản. Nhất là cầm bằng lá của quả cầu, cái quan sát hình ảnh ha. Thứ hai là cầm bằng đuôi của quả cầu. Khi cầm lá quả cầu thì thường là chúng ta chỉ giao cầu ngắn, cầm đuôi vào cầu thì chúng ta giao cầu dài, cầu thuận tay, cầu trả tay. Chúng ta sẽ đi vào ôm kỹ thuật phát cầu. Đó là một cầu thuận tay là cầu dài. Thì các em thấy là cái người mà phát cầu đứng ở vị trí của phát cầu gần đường trung tâm, thường phát cầu 1 mét, thân người ở tư thế trái hướng đối diện với lưới. Phát động nhé, trung tâm thì dồn vào những tay. Trên sân thực hành thầy cũng đã hướng dẫn các em rất là kỹ nha. Tay nào cầm vợt bên chân nó đứng trước, vai mắt hướng về vị trí giao cầu. Để quan sát hình ảnh nha, thầy cũng cầm vợt là cầu và để quan sát hình ảnh mà một vận động viên, hai vận động viên thì đấu đơn khi giao cầu nha. Thì vận động viên tay cầm vợt bên chân đứng trước, vai mắt hướng về vị trí giao cầu. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái phần chương cầu lông. Các em nhớ xem nội dung đã học cho kỹ và dành thời gian để thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay và trái tay. Ở tuần thứ 10, học thứ 2 chúng ta sẽ kiểm tra lấy một điểm nội dung này. Các em lưu ý là chúng ta sẽ kiểm tra phát cầu ngắn. Chúc các em thành công. Và nếu có thời gian rảnh, các em tìm một số video về các giải thi đấu cầu lông đánh đơn trên mạng để xem, và để khi trở lại học thì chúng ta sẽ thực hành tốt hơn. Chúc sức khỏe các em nhé.